Hơn một tháng nay, các trang mạng chống cộng như là VOA tiếng Việt, RFA, BBC, Little Sài Gòn TV, Việt Báo đồng loạt đưa tin Dương Thu Hương được trao giải toàn cầu 2023 Sino del Duca 2023 trong khuôn khổ lễ hội sách Paris. Đi kèm với các bài viết ca ngợi Dương Thu Hương là luận điệu xuyên tạc như Dương Thu Hương là một nhà văn lớn mà tác phẩm và nhân cách độc đáo chứa đựng thông điệp của chủ nghĩa nhân văn hiện đại, hay Học viện Pháp trao giải Sino del Duca 2023 cho nhà văn Dương Thu Hương như một cái tát vào Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc nhà văn Dương Thu Hương được Viện Hàn Lâm Pháp trao giải thưởng Sino del Duca danh giá chỉ sau giải Nobel. Đáng nói, tôn chỉ mục đích của giải thưởng vừa nêu nhằm tôn vinh sự nghiệp của tác giả người Pháp hoặc người ngoại quốc có tác phẩm khoa học hoặc văn học mang thông điệp của chủ nghĩa nhân văn hiện đại, nhưng lại được trao cho Dương Thu Hương. Vậy Dương Thu Hương là ai mà được nhận giải thưởng này? Dương Thu Hương sinh năm 1947 tại Thái Bình. Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Dương Thu Hương cầm bút viết văn và công tác trong ngành điện ảnh. Do thoái hóa về phẩm chất chính trị, lại thường xuyên chịu sự tác động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, có tư tưởng hận thù tiêu cực với nhà nước ta từ bên ngoài, nên đã sáng tác các sản phẩm văn chương có nội dung tinh thần đi ngược lại cảm hứng thời đại khi đó, là niềm hăng say phấn chấn của công cuộc hàn gắn chiến tranh và phát triển đất nước của toàn thể dân tộc ta. Dương Thu Hương từng bị bắt đi tù về việc viết những tác phẩm chống đối, nói xấu chế độ ta. Sau khi ra tù vào những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, với sự trợ giúp của các nhóm chống phá ở hải ngoại, Dương Thu Hương sang định cư tại Pháp, tiếp tục viết sách, làm bồi bút cho một số tổ chức người Việt phản động lưu vong. Bên kia bờ ảo vọng, những thiên đường mù, tiểu thuyết vô đề, trốn vắng, tiếng vỗ cánh của bầy quạ đen là những tác phẩm điển hình cho tư tưởng chống phá, bóp méo sự thật về đất nước, nhưng lại dùng nhiều lời lẽ hoa mỹ, ca ngợi phương Tây, nơi đã tài trợ tiền bạc cùng những danh hiệu ồn ào như chiến sĩ dân chủ, nhà văn đấu tranh vì tự do cho bà ta. Bằng sự định kiến cố hữu về chế độ xã hội chủ nghĩa, Dương Thu Hương chỉ chăm chăm mổ xẻ, khoét sâu những cái lạc hậu của đất nước thời kỳ cũ, khi mà cả đất nước đang gồng mình vượt qua những vết thương hằn sâu của chiến tranh và hết lời ca ngợi các giá trị phương Tây. Giọng điệu ngang ngược và thái độ bất cần của Dương Thu Hương lập tức được các thế lực thù địch với Việt Nam tung hô, gọi bà ta là cấp tiến, là dám đấu tranh cho công bằng, tiến bộ. Những người có chút tài mọn như Dương Thu Hương ở Việt Nam nhiều vô kể. Những người tài năng xuất chúng gấp trăm lần Dương Thu Hương, Việt Nam cũng không thiếu. Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi từng nói: như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Chính vì vậy, một kẻ vong quốc, phản trắc và chống phá đất nước điên cuồng đến độ không còn đường về như Dương Thu Hương, thì cho dù bà ta có nhận giải thưởng gì, do ai trao tặng cũng không có ý nghĩa gì đối với đất nước chúng ta. Tuy nhiên, câu chuyện của Dương Thu Hương là một ví dụ cho thủ đoạn lợi dụng văn học nghệ thuật để chống phá. Có thể thấy không chỉ Dương Thu Hương mà thời gian qua, không ít văn sĩ, trí thức cũng coi mình là số một và thường chê bai những thứ quanh mình. Họ không chú tâm hoạt động văn học nghệ thuật mà lại quan tâm thái quá đến chính trị và muốn nổi tiếng bằng con đường chính trị. Đầu tiên chỉ là những ý kiến trái chiều được thể hiện một cách gay gắt. Những người này thường chỉ nói theo cảm tính, thể hiện quan điểm cá nhân mà không đặt vấn đề trong một bình diện rộng lớn với lợi ích của quốc gia dân tộc trên hết để tranh luận một cách khách quan bình đẳng. Tiếp theo sẽ là cái bắt tay với cái gọi là các nhà dân chủ rồi trở thành những kẻ chống phá. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay ở nước ngoài có khoảng 50 đài phát thanh và truyền hình có chương trình Việt ngữ, hơn 430 tờ báo, tạp chí và trên 40 nhà xuất bản thường xuyên có nội dung tuyên truyền chống phá Việt Nam. Hàng năm, có gần 3.000 tài liệu chiến tranh tâm lý được đưa vào Việt Nam bằng nhiều hình thức khác nhau. Cũng theo thống kê, hiện có khoảng 150 hội nhóm bất hợp pháp, trong đó có gần 100 nhóm có khuynh hướng hoạt động đối lập chính trị, có quan điểm cực đoan, quá khích, sai trái, thù địch. Thông qua các nhà xuất bản bên ngoài, các đối tượng văn nghệ sĩ, trí thức
có quan điểm cực đoan, bị lôi kéo, đã sáng tác, in ấn và phát tán các tác phẩm văn học, thơ ca có nội dung sai trái, bôi nhọ, nói xấu chế độ. Bên cạnh đó, có một số nhà văn, nhà thơ do bản lĩnh không vững vàng, dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa, sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật mang nặng quan điểm bức xúc cá nhân. Văn học nghệ thuật là những cái mà do con người sáng tạo ra và đi liền với con người, gắn liền với con người và dễ vào lòng người nhất. Đây chính là cái mà kẻ thù rất dễ lợi dụng ngay chính văn học nghệ thuật để đánh vào cái cuộc chiến của chúng ta. Cuộc chiến này là gian khổ, cam go, chứ không phải như bình thường chúng ta nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài chúng ta nhìn thấy ngay kẻ thù, nhưng trong văn học nghệ thuật nhiều khi không nhìn thấy kẻ thù, nhưng phải một quá trình suy nghĩ sâu chúng ta mới phát hiện ra được kẻ thù. Khi mạng xã hội bùng nổ và trở nên phổ biến, thì không ít văn nghệ sĩ đã sử dụng các tài khoản Zalo, Facebook để bình luận các vấn đề của đất nước bằng ngôn ngữ văn chương với góc nhìn một chiều, phiến diện, cực đoan. Trên trang Facebook, một số văn nghệ sĩ, trí thức cũng đã đăng tải những trạng thái, những bài thơ, đoạn trích văn xuôi để bày tỏ cảm xúc, quan điểm cá nhân trước một số vụ việc ở trong nước theo chiều hướng phê phán, lên án chính quyền. Những bài thơ, đoạn văn được viết với ngôn từ hoa mỹ nhưng lại được cài cắm, móc nối những quan điểm phản động. Những cái người bị lợi dụng đó hoặc tự nguyện để cho phép những cái thế lực phản động đấy lợi dụng đấy thì họ trước hết là phải nói là họ là người có tài. Họ có thể sáng tác ra những cái tác phẩm có cái kỹ thuật sáng tác cao thì họ sẽ trộn thông tin thật giả với nhau. Và không chỉ dân chúng Việt Nam và nhân dân thế giới, trước hết là họ tò mò, sau đó có thể là họ bị lợi dụng vì cái người này dùng những thủ đoạn về cái kỹ nghệ sáng tác của họ để mà tác động đến công chúng, cho nên những cái phần tử này là rất nguy hiểm. Những âm mưu thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực văn học nghệ thuật có tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân trong thời gian qua, trong đó có giới trẻ. Đó là một nguy hại rất lớn, không thể coi thường, xem nhẹ. Tôi đã từng nghe một lần, và chỉ một lần duy nhất tôi nghe cái đường 8X của nhạc sĩ Ngọc Đại, bởi vì là thực sự tác phẩm đấy nó rất là u uất, nó não nề và quan trọng là nó không thể hiện đúng cái thực tế của cuộc sống. Và đối với bản thân người trẻ như tôi thì tôi cảm thấy là không hài lòng với điều đó. Mục đích của hoạt động chống phá trên lĩnh vực văn học nghệ thuật là thọc sâu vào ý thức hệ của nhân dân, nhằm làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào và tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Các thế lực thù địch đã chuyển bá các tác phẩm văn học, hội họa, những chương trình ca nhạc, phim ảnh có nội dung chống chế độ dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền để phủ nhận thành quả của cách mạng, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tôi cho rằng là cái cuộc chống phá này cũng là một cuộc đấu tranh rất là dài và phải làm bền bỉ, phải làm thường xuyên. Thế thì một số những người nào đó mà lầm đường lạc lối, tôi cho rằng mình bằng tìm cách giáo dục để người ta nhận thức ra vấn đề. Thế còn đại đa số nhân dân thì tôi tin rằng nhân dân ta có đủ nhận thức, có đủ suy nghĩ, có đủ trình độ để nhận ra những cái chân, những cái thiện, những mỹ. Có thể nhận thấy đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực văn học nghệ thuật là một nhiệm vụ rất quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay. Để cuộc đấu tranh này thực sự có hiệu quả, ngoài việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, mà đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật cũng cần nâng cao nhận thức, bản lĩnh, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng nền văn học nghệ thuật trong sáng, phù hợp với định hướng của Đảng và thị hiếu lành mạnh của nhân dân, tránh để các thế lực thù địch lôi kéo mua chuộc. Khoản 2, Điều 60 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ, nhà nước, xã hội phát triển văn học nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của nhân dân, phát triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là cơ sở pháp lý và định hướng chính trị trong các hoạt động văn học, nghệ thuật, hướng vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chống mọi biểu hiện phi chính trị, thương mại hóa.
Ban chỉ đạo đề án 213 đấu tranh trên lĩnh vực văn học nghệ thuật đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các ban ngành cơ quan phụ trách đấu tranh cấp tỉnh và các địa phương không cấp phép chấp nhận thành lập các nhóm hội hoạt động bất hợp pháp, các nhóm hội có biểu hiện sai trái. Và bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, không ở đâu cho phép đội lốt văn học nghệ thuật núp bóng những thứ đẹp đẽ nhân văn này để thực hiện những hành vi làm xói mòn giá trị và phản bội Tổ quốc. Mỗi một đất nước, mỗi một chế độ đều có những nguyên tắc riêng. Ví dụ như cái cách quản lý của một số nước, trong đó ví dụ như ở Trung Quốc, hay là một số nước như Ấn Độ, hay là một số nước khác nữa ở châu Á, là người ta cấm thậm chí là những các cái bài hát ABCD của những cái nghệ sĩ này. Là vì người ta muốn giữ cái bản sắc, người ta không muốn là đánh mất cái bản sắc và cái xu hướng âm nhạc hay là xu hướng nghệ thuật nó chạy theo một cái thị hiếu khác theo cái, thì người ta có quyền. Thế cho nên là ngay bản thân ở chúng ta ấy, thì bên cạnh cái việc chúng ta mở để cho các loại hình nghệ thuật, trong đó có âm nhạc, có thể là phát triển, cởi mở hơn, tiếp nhận được nhiều cái loại hình, nhiều dòng nghệ thuật hơn, trường phái nghệ thuật hơn. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta vẫn phải giữ cái quyền làm chủ của chúng ta. Chúng ta có quyền là định hướng cho nhân dân chúng ta xem những các cái loại hình nghệ thuật nào nó tốt mà nó hướng đến chân thiện mỹ, nó hướng đến cái sự lành mạnh và góp cho làm cho xã hội trong sạch. Và bây giờ chúng ta đang có những các cái luật và những cái quy định rất là đầy đủ, thì tôi nghĩ ở góc độ nào thì cũng phải tuân thủ pháp luật và tuân thủ những các cái quy định của nhà nước. Bên cạnh đó, cần phải tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ văn nghệ sĩ, xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Không ngừng nâng cao ý thức chính trị, đấu tranh bảo vệ cái đúng, lên án cái sai, phản động, không để các thế lực thù địch lợi dụng. Bản thân mỗi nghệ sĩ là một cái đóng góp cá nhân, dù chỉ nho nhỏ thôi nhưng mà nó cũng đã đủ để làm vui lên một cái đời sống văn học nghệ thuật của đất nước trong cái thời kỳ mới. Ngoài cái yếu tố tài năng, cái yếu tố chuyên môn, thì ai cũng phải có trách nhiệm công dân để bảo vệ đất nước, để giữ an ninh trật tự xã hội chứ. Trong cái xã hội đó có gia đình mình, có người thân của mình, thì phải tiếp nhận những cái gì tốt đẹp chứ. Cho nên là tôi nghĩ rằng là dù là nghệ sĩ nào lớn đến đâu thì cũng phải ngoài cái hoạt động chuyên môn của mình, tài năng của mình, thì phải có một trách nhiệm đối với gia đình, đối với xã hội và đối với đất nước. Từ thuở mang gươm đi giữ nước, dù không trực tiếp xung trận, nhưng chính những người con ưu tú, những tinh hoa của dân tộc bằng trách nhiệm, tài năng, trí tuệ đã tạo ra những giá trị tinh thần vô cùng to lớn, dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ, mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đem lại hòa bình, độc lập cho toàn dân. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, văn học nghệ thuật vẫn tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt, tiên phong của mình, xứng đáng là ngọn đuốc nhân văn, dẫn lối, góp sức soi đường cho quốc dân đi. Với một lực lượng hùng hậu với 45.000 văn nghệ sĩ, hàng năm cho ra đời hàng chục ngàn tác phẩm thuộc đủ các loại hình nghệ thuật, làm phong phú, thậm chí chi phối đời sống tinh thần của nhân dân. Các văn nghệ sĩ phải thực sự là những ông thợ đem mật ngọt đi xây đời, phải thực sự nhập cuộc với tâm thế dâng hiến, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm vinh quang của mình. Chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.